xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cắt xốp của hãng Bosch với mẫu sản phẩm là GSG300 nha các bạn. Thì đầu tiên như các bạn được thấy thì đây là một phần hộp của phần máy. Thì một phần hộp này là bằng giấy nha các bạn, và có hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết trên phần hộp ở phía sau, và có phần tem mã vạch đây nha các bạn, để giúp chúng ta phân biệt được hàng thật hàng nhái. Ok, thì bên cạnh đó thì con máy của chúng ta có một kiện đi kèm là một cái cân đế. Cân đế này có bốn bánh xe nha các bạn. Chúng ta cắt xốp một cách hiệu quả và cắt xốp bằng nữa các bạn, xốp bằng một cách hiệu quả. Rồi có miếng bánh xe này, cái độ chính xác nó rất là cao và một cái lưỡi cắt nha các bạn, lưỡi cắt xốp. Và đây thì nhân vật chính của chúng ta như các bạn được thấy thì phần tem, có phần tem chống hàng giả của Bosch luôn nha các bạn, và có tên đề cao để có những số series để mình đi bảo hành máy nha các bạn. Phía bên cạnh đó là thương hiệu của Bosch, và phía dưới bên cạnh là phần in thông số kỹ thuật của máy nha các bạn, rất là chi tiết và đầy đủ. Và logo thì được in nhập nổi. Bên cạnh đó thì phần công tắc thiết kế rất là thông minh nha các bạn, là công tắc Bosch giúp chúng ta chống trơn chiều tay khi sử dụng. Bên cạnh đó sợi dây điện thì dài 2m với hai chấu sử dụng điện 220V. Thì con máy cắt xốp Bosch GSG300 được thiết kế và sử dụng trong những cái ngành công nghiệp cần đến những lưỡi dao mà các vật liệu mềm nha các bạn, chuyên nghiệp và chính xác cao, với máy có công suất lên tới là 350W nha các bạn, và cái nhịp cắt không tải là 3.200 lần trên một phút, đảm bảo cho chất lượng công việc. Đồng thời thì có cái tính chuyên nghiệp nha các bạn. Đấy, lưỡi cưa thì sắc miệng, có thể cắt xốp, cao su, bọt, vải, lông ngựa hoặc là cắt dính và vật liệu tương tự chính xác đến từng cm luôn nha các bạn. Nói chung là cái máy này rất là chính xác. Và bên cạnh đó thì nó sử dụng cái phù hợp với thuận tiện cho cả hai tay luôn nha các bạn. Các bạn dùng tay trái hay tay phải là rất là thuận tiện cho cả hai tay. Và cái lưỡi cưa đa dạng phục vụ cho mọi ứng dụng trong công việc. Với cái độ rung của nó thì rất là thấp. Tay cầm thì có nút điều khiển thiết kế thông minh, chống trơn trượt tay nha các bạn. Đây, nút điều khiển của máy đây, khá là thông minh. Và tiếp theo thì công suất thì như mình đã nói thì nó sử dụng công suất 350W nha các bạn, với xuất xứ tại Đức nha các bạn. Con này thì xuất xứ 100% tại Đức. Và bên cạnh đó thì cái độ sâu cắt cao su bọt thì 300mm nha các bạn, và tốc độ đỉnh mức của nó là 2100 vòng trên một phút. Với cái vận tốc hành trình không tải thì 3.200 vòng trên một phút, nhưng 3.000 lần trên một phút như mình đã nói. Trọng lượng con này thì khá là nhẹ, khoảng 1,6 thôi nha các bạn. Đấy. Còn đầu ra công suất của nó là đâu khoảng là 185W nha các bạn. Con máy rất là nhỏ gọn và rất là đẹp, rất chuyên dụng dùng để cắt xốp và cao su bọt nha các bạn. Thì nó cái độ chính xác của nó rất là cao, từng cm luôn nha các bạn. Thì nếu các bạn có thắc mắc cũng tư vấn thêm về cái sản phẩm cắt xốp của hãng Bosch GSG300 nha các bạn. Thì nếu các bạn có thắc mắc cũng tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm với hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.